mình sẽ chào cả nhà luôn nha. Hôm nay hai vợ chồng mình tiếp tục thăm bảy cái nhà. Hôm nay trời nắng quá trời luôn nè, 11 giờ trưa nha. Đây là kinh nè cả nhà. Bên kia thì giường với ruộng không à. Cái bờ kinh này thì không có đan nữa cả nhà. Bên kia ta đang sới rồi, sới quá trời. Khu vực này là lùm cuối là quá ngon luôn cả nhà. Nhà cửa thì không có nha, chủ yếu là có mấy cái chòi mà ta giữ giường vài cái nhỏ nhỏ thôi. Rồi bây giờ mình mời cả nhà theo hai vợ chồng mình trải nghiệm những bãi luôn nha. Rồi chào cả nhà, các bà xã. Rồi bây giờ mình mở hàng cái đầu tiên cho bà xã thăm luôn cả nhà, tại vì cũng đi tới điểm rồi. Cái đầu tiên luôn cả nhà, sát cái chuối luôn nha. Cất đá gì không? Trắng cất đen vậy? Cất trắng rồi, cất trắng có tương lai đó. Thanh hả? Bự nhỏ vậy? Đặt coi nhanh nhanh đó. Ồ, quá trời phân nè cả nhà, làm tới đít nè ha. Lấy 7 chiếc cua rẻ luôn nè, 7 chiếc cua đâu. Này ép lúa nè cả nhà. Ồ, hành này, hành này hên xui nhì cả nhà. Ừ. Quá để lát mình thăm còn cái nữa mình bắt cả hành này luôn cả nhà. Gì nè, cái nào muốn quên chỗ ta. Này cái gì luồn quá trời vậy, dịch hả? Trời trời, muốn quên chỗ rồi. Để mình kiếm lại cái này. Bỏ lâu quá rồi. Này nó thứ 7 thôi. Ngộ vậy. Để mình kiếm lại bên đây coi. Có dấu gì bấy lại hết trơn nè cả nhà. Ồ, như còn không đó nè. Nát cỏ hết trơn luôn nè. Mới cảo này nó văng xuống đây luôn nè. Đây là bà kinh nè cả nhà. Ồ, chắc không còn quá. Ôi còn cả nhà. Còn bảy, còn hơn. Ôi có phân luôn cả nhà. Nè cả nhà thấy không? Trắng tươi nè. Đó. Rồi. Mà hơi nhẹ cả nhà. Phân trắng thì cũng nó nhẹ. Ôi, hổ hành luôn rồi, trong cái mồi này. Hổ hành thì cái nhà hành ba. Đây, một phân mình cà ná luôn, mình gắn nhỏ xíu à. Rồi, để là mình đổi bảy xì cua đi vô. Lo chính trị đó, mà con sao này sao mình chưa biết nè. Trời gió luôn cả nhà, nè cái lá cây phía kia ha. Ồ, quá trời, bên kia ta xả bụi mớ kìa, bên kia ta xả hết mớ nè. Nè gì đó, nó ra gắn nhỏ nó tròn nghe lâu lắm, cái bở vậy. Gắn bự mới chọt nó, gắn nhỏ mà chụp mạnh đây nó ra à. Ra luôn anh thấy chưa, mạnh tay đó đó. Nè, mở vô. Con này cũng lỡ cỡ nhì nhót nha, mà để vài ngày là còn gắn ba đó, còn ói rồi đá gì vậy nữa. Con này là chắc cú ba luôn nè, quá trời nhỏ luôn rồi. Ủa, con là con đầu tiên quá không? Con đầu tiên nãy cái gì? Ồ, vậy là con đầu nhì đó. Con sau này nãy là ba chắc nè, muốn được nhì con này. Mạnh tay luôn. Đó. Con này ba lần rưỡi ok luôn á. Nè, giả lên cái gài. Ok luôn, nhì, đang bỏ vô luôn. Cột lại luôn. Quá em nha. Đây cũng có một cái nữa cái nhà. Đây là bảy khổng lồ này. Còn chỗ nào quên nè.
cha luôn, lù quá. Hơn từng lẻ à. Để mình kiếm lại đây. Này bảy bự nè, khu vực này. Đây là có. Lộn chỗ. Không phải luôn. Ngon luôn. Quên chỗ rồi. Tư cái nào ta? Để mình kiếm cái cái này. Ồ, đây nè, thấy nè. Đây nè. Bị khổng lồ nè. Ồ, dễ hiểu luôn. Cái này ngon quá trời luôn. Ồ, cái chuột tử vong luôn. Cho ông xã mình bắt hơn người nãy, cái trời người ta không có quay nha cả nhà. Người cũng nhỏ thôi chứ không bự. Có bò đây luôn, bước khỏi cho bò luôn. Thấy hổng người làm biết bắt rồi. Đó 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 đó. Rồi hay ghê không? Phóng đầu ra liền. Cuốn nè. Cái nhà cũng nhỏ này nha. Đây cũng có một cái luôn nè cái nhà. Này cũng từng dính luôn. Cái kia còn dính lại đây, cái này khỏi dính luôn. Chuyến này nữa, chuyến sau dời mày nè. Chuyến này êm quá trời luôn. Dễ hiểu nữa. Uống gì đâu. Cái chuột còn. Lúa còn. Rồi tiếp tục luôn cả nhà. Đây mình cũng có một cái nữa nè. Này cũng dinh được hai lần rồi nha. Mà toàn là nhỏ không, không có hành bự. Này sao đây? Rồi, nghe hiệu nữa. Rồi, dính hành nữa cả nhà. Ba chiếc ba con luôn cả nhà, mà không được bự nha. Hành ba. Cái chuột còn luôn nè. Kiểu này chắc. Kiểu này chắc gắn không còn nữa cả nhà. Bấy lầy hết quá. Kiểu này là chán thiệt á. Hành tin tin luôn. Chứ nó có sự gắn không nữa. Này cỡ lạng nè. Này mua nuôi là bá cháy luôn cỡ đó. Nó sợ chuột nó xử nè. Đừng có đổ lúa. Nó xử không? Xử đuôi rồi. Mạnh lúc. Đừng có sợ chết. Nó không có chết đâu. Nhanh tay chút á, ngồi nó đi được á. Coi coi. Ra đây con, con thả mày luôn. Sóc mảnh này xuống rồi. Ra lên. Đó. Rồi thả luôn cái nhà, nhỏ quá. Làm như có con lạng mà bị chuột thử đuôi rồi. Thả đi thiên nhiên vậy có thể nó sống nè. Mà mình đem về là chết đó. Đây vậy đó. Rồi nắp đây đi mới quay tiếp nha. Rồi ở đây cũng có một cái luôn nè cả nhà. Cái này cũng từng dính luôn nè. Cái khu này mà có mưa làm sao. Khô khan quá.
Ô, cái cúp đai nữa nè, im ghê luôn nè. Cái gì nặng nặng bị dướng nè. Lâu quá, cỏ nó một tùm lum hết trơn, che cái bẫy luôn. Chú chuột còn không thế nữa. Chỗ này cũng có một cái luôn, đi quá trời gừng luôn đó nha, không có nhà luôn. Cái lùm bự quá cũng không hay, lùm nhỏ nhỏ thì nó ngon. Này cũng thăm chuyến này chuyến thứ ba luôn nè, cái luồng này nè, không thấy con gì hết trơn luôn. Ngựa cũng không thấy, hành cũng không thấy gì hết trơn. Nó không bong bóng tình luôn. Chú chuột còn luôn. Thì giờ phải đóng thuế nữa. Và tiếp tục luôn cả nhà. Đây cũng có một cái nè. Rồi. Ai đem lên trên cho luôn nè cả nhà. Nè. Mình để dưới này nha. Đây, vô mình để nè. Dưới này nè. Giờ ai kéo lên trên cho luôn rồi nè. Chú chó chú mèo gì mình không biết nè. Chết luôn. Nhờ con chuột nè. Rồi bây giờ mình thăm bẫy rồi hết trơn cả nhà. Hồi nãy còn mấy cái sao không dính mình không quay luôn. Giờ có 27 xe qua đem về luôn nè. Hôm nay dính được có 4 em à. Đâu, một em ngựa nè, ba em hành. Hồi nãy em hành nhỏ, hồi nãy mình thả rồi luôn rồi. Tại vì bị chuột xử đó. Rồi mình cũng cảm ơn cả nhà đã bỏ thời gian theo hai vợ chồng mình dựng cái bẫy nha. Rồi chúc cả nhà xem video dễ. Bye bye. Bye bye cả nhà, cả xã ơi. Hôm nay thất thu phải không? Thất thu. Hôm nay khoảng cũng cỡ là chết không được 1 ký nữa nhỉ. Đừng đừng ký nè. Ừ. Nó chèm chèm đấy. Ừ. Chèm chèm ký. Ở chuột ra mất 100 gram nữa. Ừ.